Duy Anh xin mến chào các quý cô chú bác và anh chị em. Hôm nay các cháu được nghỉ 2 tuần lễ thì gia đình của cô em cùng với các cháu đã đi du lịch ở Gold Coast. Gold Coast được biết đến là thành phố lớn thứ hai của tiểu bang Queensland, bao bọc bởi các kiệt tác thiên nhiên phong phú, tươi đẹp. Gold Coast là bãi biển vàng, luôn là sự lựa chọn ưa thích của khách du lịch đến Úc. Đúng như cái tên Gold Coast, bãi biển ở đây được trải dọc cạnh bãi cát vàng, thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm, mang lại nguồn lợi to lớn cho ngành du lịch ở Úc. Thời tiết ở đây tuyệt vời, quanh năm với bốn mùa, không phân biệt rõ rệt. Khí hậu cận nhiệt đới cực kỳ lý tưởng để thưởng thức các hoạt động ngoài trời, với trung bình là 245 ngày mỗi năm thời tiết đẹp và đầy nắng ấm. Hôm nay cả gia đình chỉ ở gần khách sạn và bãi biển. Ngày mai mới bắt đầu đi khám phá du lịch xung quanh ở những cái khu thiên nhiên và ở những cái lễ hội ở Queensland. Xin cảm ơn các cô chú bác và anh chị.